Alo. Vâng, em chào chị ạ. Chị Dung ơi, để em ở bên cổ Megaruta dùng cho bé tăng động với chị ạ. Không biết là cháu nhà mình hiện nay còn sử dụng sản phẩm Megaruta không chị? À, còn em. Dạ vâng. Con chị thì nó nhẹ thôi, nó không có tập trung. Dạ. Nó không có tập trung nhiều, thành ra chị thấy cái này. Dạ. Chị mới hỏi tư vấn thì bắt đầu chị cho con chị uống. Dạ. Trước đây thì em thấy chị có trao đổi là khả năng tập trung của bé kém này, rồi bị chậm nói này. Đi khám mà bác sĩ cũng kết luận là tăng động. Thì bây giờ cái biểu hiện này nó cải thiện nhiều không hả chị? Nhiều chứ em. À, nói chung ạ, bây giờ con biết nhiều thứ. Vâng. Nhớ cái thứ hai này, ví dụ mà ở nhà mà làm cái gì á là nó hay chạy lại nó coi, nó tập trung vô. À, nó tìm đòi này, nhìn này kia, bắt này bắt kia gì đó. À, dạ vâng. À. À, cháu là cái ngôn ngữ bây giờ cải thiện tốt không hả chị? Ừ, ngôn ngữ của cháu cũng tốt, nó nói chung là cũng hơn 50% rồi. À, dạ. Bây giờ là chị cho cháu sử dụng mấy liều mấy gói một ngày hả chị? À, một ngày hai lần em. À, một lần một gói. Thì em thấy là cái đáp ứng của sản phẩm với cháu rất là tốt đấy chị ạ. Trong cái ăn uống chị có kiêng khem cho bé nhiều không? Con chị là không ăn kẹo, không ăn bánh, thậm chí những cái gì ngọt nó không ăn. Dạ. À, những cái gì mà nó hơi chua chua là ảnh chơi hết. Dạ vâng. Đến bây giờ thì chị thấy cái biểu hiện của bé nó cải thiện được khoảng 20% rồi chị. Bây giờ hả? Vâng. Chị thấy nó hả cũng khoảng 70-80% rồi em. À thế ạ. Dạ vâng, em thấy thế thì khá là ổn đấy. Nếu mà có điều kiện thì chị cho cháu sử dụng thêm khoảng 1-2 tháng nữa thì biểu hiện nó hoàn toàn bình thường, rồi tập trung hơn này, nói tốt hơn và nó bớt tăng động thì chị có thể ngưng sử dụng sản phẩm chị nhá. Chị thấy là nó ok rồi đó. Dạ. Nhưng mà chị muốn cho con chị uống cả năm trời luôn. Dạ vâng. Uống cho tròn năm luôn. Bé cũng thích uống đúng không chị? Ừ, ảnh thích uống lắm tại vì nó có cái vị me. Dạ. Có vị me đó, uống một cái là uống liền. Dạ vâng. Thế em cảm ơn chị nhá. Nếu mà cần em hỗ trợ hoặc là giải đáp thì chị Dung cứ liên hệ lại sẽ tư vấn thêm cho chị ạ. Rồi, chị cảm ơn em. Vâng, em chào chị. Rồi, chào em.